Ví dụ một này, thầy yêu cầu các em là điền ký hiệu thuộc hay là không thuộc. Đây, thầy có các như sau. Nào, các em tập trung nhé. Đầu tiên đây là thầy có 0 và n. Thì em thấy rằng là n là gồm các số tự nhiên bắt đầu từ 0 mà. Thì chắc chắn là không thuộc thuộc n đúng không nào các em? Đó, đây là không thuộc n đúng không? Thì mình sẽ dùng ký hiệu thuộc. Nhưng âm 3 và n, n là tập hợp các số tự nhiên và bắt đầu từ 1. Nhưng âm 3 là một số nguyên âm. Cho nên đây sẽ là không không thuộc. Cho nên thầy điền vào đây là ký hiệu không thuộc. Âm 7 và z thì âm 7 là một số nguyên nguyên âm, cho nên âm 7 của thầy thuộc thuộc z thì ký hiệu là âm 7 thuộc z. Và 5 là một số tự nhiên hay cũng là một số nguyên và nó cũng chính là một số hữu tỉ, cho nên 5 của thầy thuộc quy. Ok chưa? Nó rất đơn giản đúng không nào? Quan trọng nhất là các em nhớ được cho thầy từng tập hợp n sao, n z và quy. Ok, và mỗi con họ quan hệ của chúng cộng với việc em sử dụng các ký hiệu phù phù hợp. Nào chúng ta sang